Sau một tuần dài làm việc căng thẳng, cà phê Lê Minh chúng mình được dịp ngồi lại với anh em nhâm nhi một ít dư vị động lại của những trận chiến căng thẳng nhất trong thế giới của Lê Minh Huyền Thoại tuần vừa qua. Liệu rằng ngài Bero có thể tiếp tục trên con đường hướng đến skin gái anime thứ 3 của mình, hay là màn long tranh hổ đấu của Jin Dong và Li Ning diễn ra như thế nào? Bốn đại diện mạnh nhất LPL góp mặt tại kỳ chung kết thế giới tại Hàn Quốc là ai? Cùng tìm câu trả lời trong chuyên mục tổng hợp thế giới Lê Minh Huyền Thoại số thứ 8 này nhé. Như thường lệ, trước khi bắt đầu tách cà phê, tụi mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng những cái like và bình luận để cà phê Lê Minh chúng mình có được động lực cho ra nội dung hay hơn nhé. Và bây giờ hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Tuần thi đấu cuối cùng của vòng bảng LCK đã kết thúc với 6 cái tên xứng đáng nhất lọt vào vòng playoff bao gồm KT, Genji, Hanwha Lights, DK, T1 và Dranix. Đặc biệt trong tuần đấu cuối cùng, quyết định cho cuộc tranh đua giữa binh đoàn Lân Sơn Bạc và Rồng Xanh, KT đóng vai phản diện với màn đổi đội hình khiến cho cộng đồng fan của LCK ở trong lẫn ngoài nước dậy sóng. Chi tiết về màn thiện của team KT Challenger cùng những câu chuyện bên lề đã được chúng mình phân tích và tổng hợp ở video mới đây, anh em hãy cùng tìm hiểu thêm nhé. T1 thì sau màn comeback cực mạnh của chủ tịch đã trở lại với dáng hình vốn có của một ông lớn, khi họ xuất sắc khuất phục LSB đang khao khát có điểm hơn bao giờ hết. Teddy cùng với những người đồng đội rõ ràng đã tạo ra không ít sóng gió cho tổ đội của T1. Tuy nhiên, một ván thắng cũng chính là tất cả những gì mà họ làm được. T1 trong suốt trận đấu vẫn tỏ ra trên cơ khá nhiều và thực sự khác biệt so với chính họ chỉ một tuần trước. Và Dranix sau chuỗi ngày thấp thỏm lo âu, đặc biệt là phải mua máy trợ tim ở ngày thi đấu cuối, khi mà KT bỗng nhiên tung hẳn đội hình Challenger vào thì cuối cùng cũng được mỉm cười khi thành đội cuối cùng bước vào vòng playoff. Những tưởng Bero đã bắt đầu lên ý tưởng cho trang phục chung kết thế giới vào cuối năm nay thì ngày hôm sau Dranix đã bị hàng online hủy diệt ba chùy không gỡ trong một thế trận mà chính ngài Bero là tác nhân khiến cho đồng đội gục ngã và sa sút tinh thần ở những ván đấu tiếp theo. Thôi đi, cứ theo chu kỳ của ngài, cứ 2 năm mới có một skin nên ngài sẽ đành nghỉ kỳ này để cày gacha và biết đâu lại có cảm hứng để trở lại vào năm sau thì sao. T1 cũng xuất phát ở nhánh 2 chỉ sau Dranix một ngày trong trận chạm trán với Diplusia, mặc dù DK tỏ ra khá lân lướt ở những đoạn đầu mỗi trận đấu với khả năng đảo quanh vượt trội của Canyon và Kellyn. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn quan trọng thì những nhân tố ngôi sao bên phía T1 lại lên tiếng rõ ràng hơn với khả năng nhả đạn cháy máy của Wu Mayushi, Honor tranh chấp dừng trừng phạt thắng triệt để, rút với con bài Aatrox dạ kiếm, bổ pom pom vào đầu của Dev và đặc biệt là Faker với pha tốc biến thả gấu của hai carry chủ định đối phương, khiến DK hoàn toàn bất lực trước một phiên bản T1 hoàng kim khi có Faker trong đội hình. Dev của người đàn em chỉ giành được một trận thắng trước khi để tổ đội T1 dứt điểm với tỷ số 3-1 đúng 3 giờ đánh, 6 giờ phỏng vấn, quá nhanh, quá nguy hiểm, tới từ Quỷ Vương cùng đàn em. Với việc đoán trước được DK không thể làm T1 phải lộ quá nhiều bài vở, những tưởng KT sẽ chọn ở nhánh trên và đụng độ sớm với đại kình địch. Tuy nhiên thì năm thành viên KT cùng ban huấn luyện đã quyết định va mạnh với Quỷ Vương và ngay lập tức phải hận và ước được chọn lại khi một T1 với đầu tàu Faker đã thực sự lột xác với chiến thắng thuyết phục 3-2 và ghi tên mình vào trận chung kết nhanh thắng. Với sự lựa chọn bất ngờ như vậy nên Genji bỗng nhiên chỉ phải đụng độ Hang Online. Tuy nhiên Hang Online cũng không phải là quả hồng mềm, nhất là với cách mà họ hủy diệt Dranix cũng khiến một số fan của Genji phải lo lắng. Tuy nhiên Kingsian trong một ngày vác con tướng tủ Aatrox với skin vô địch thế giới không thể giành nổi một ván thắng cho một Genji quá bản lĩnh và kỵ giờ để bị rơi xuống nhánh thua. Tại đây Super Team là đụng độ một chiến đội KT đã không mấy vui vẻ khi vừa thua sát nút đại kịch địch T1 và tiếp tục phải ăn trứng ngỗng và chấm dứt cơ hội cạnh tranh trước vô địch ở mùa này. Trong khi đó Genji và T1 cũng đã có một cuộc chạm trán căng thẳng với năm ván đấu và Châu Vi cùng với những đồng đội là kẻ mỉm cười cuối cùng, qua đó trở thành một trong hai cái tên cuối cùng cho trận chung kết tổng, còn T1 phải tái đấu với KT ở trận chung kết nhánh thua cho chiếc vé còn lại. LPL thì đúng là đánh nhanh, rút gọn. Trong tuần vừa qua, họ hoàn thành chặng leo núi cuối cùng và tìm ra chủ nhân của chiếc cúp ngân lòng danh giá, cũng như chọn ra được 4 cái tên mạnh nhất đại diện cho xứ tỷ dân tham dự kỳ chung kết thế giới trên đất người Hàn. Đầu tiên chúng ta cùng bước vào trận chung kết được coi là hay nhất trong những mùa giải gần đây giữa Jin Dong và Li Ning. Jin Dong như thường lệ vẫn luôn thăm dò đối thủ vào ván đấu đầu tiên. Họ nhường thế trận cho Li Ning để đối thủ có những mục tiêu ban đầu như rồng và sứ giả. Tuy nhiên, họ vẫn khiến cho khoảng cách chênh lệch không bị kéo giãn. Li Ning tiếp tục ép sân và chiếm lấy tiên cơ với ba rồng có được. Họ ngay lập tức gây áp lực linh hồn rồng lên đối thủ. Tuy nhiên, toàn đội quyết định all in với Jin Dong ở hàng Baron và ăn được ăn cả, ngã về không. Họ dâng luôn cả Baron cùng 4 mạng gục cho Ruler cùng với người đồng đội. Với chênh lệch quá lớn được giãn cách sau đó, Jin Dong nhanh chóng kết thúc ván 1 chỉ sau 29 phút. Ván 2 là kịch bản ngược lại khi Jin Dong mang đội kiểm soát mục tiêu tốt hơn với mạch 4 rồng liên tiếp cùng linh hồn giống nước. Tuy nhiên, họ phải đánh đội 3 trụ công trình cùng 4.000 tiền bị dẫn trước
Phút 26, hai đội rủ nhau ra đường giữa Aram nhẹ. Zika tận dụng lợi thế khi bàn thắng 9 không còn di chuyển để ép Jin Deong đánh một pha 4-5, tăng răng tạt cánh mở giao trình tốt và tạo tiền đề cho đồng đội lao lên quét sạch 4 thành viên đối phương, qua đó có được lợi thế lớn về kinh tế. Tận dụng chênh lệch đó, Liên Minh ép giao tranh Biden và hoàn toàn hủy diệt đối phương trước khi sát bằng tỷ số 1-1 chỉ sau 29 phút. Và ván 4 là màn thị uy sức mạnh của Liên Minh với một ván đấu quá hủy diệt, nhưng Jin Deong vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình khi xuất sắc chiến thắng trong một trận đấu bản lề để rồi chúng ta có ván đấu thứ 5 đầy căng thẳng. Trận chiến cuối cùng, cả hai đều không muốn mình bị mắc những sai lầm, vì vậy một thế trận kín kẽ, khó đoán được giăng ra cho đến hết giai đoạn đi đường. Phút 22, trước thềm pha tranh hàng Biden, đẳng cấp ngôi sao được lên tiếng đúng lúc khi Nai hất tung đẹp tạo tiền đề đồng đội và có được lợi thế trong giao tranh cùng con Biden và lượng kinh tế chênh lệch đáng kể. Jin Deong thừa thắng lấy về linh hồn rồng hóa kỹ và có được ngữ sức mạnh ở cả hai chủ lực. Tuy nhiên, Liên Minh vẫn thực sự rất kiên cường khi họ không để đối phương giãn cách quá nhiều. Họ thậm chí vững ở cửa ba cửa trước sức đẩy mạnh mẽ của đối phương. Phút 33 định mệnh, Kanavi một mình xông vào 4 thành viên đối phương, cô lập Zika, giúp đồng đội hạ gục con tanker 200 năm nhanh chóng. Tiếp theo đó, anh lại xuất sắc chiến thắng pha tranh chấp trừng phạt 50-50 với tác giang bên kia, mang lại bùa lợi rồng ngàn tuổi giúp cho Jin Deong kết thúc trận đấu sau 5 ván. Và đây, cờ chúc vô địch bảo chứng cho thực lực vượt trội của chiến đội này khi chỉ trong 1/2023, Jin Deong đã vô địch tất cả các giải đấu mà họ tham dự, bao gồm vô địch LPL mùa xuân, chức vô địch MSI và mới đây là cúp ngân long mùa hè. Jin Deong là đội tuyển duy nhất trong năm nay sẽ đứng trước cơ hội có được cú Grand Slam danh giá nếu họ có thể lần đầu tiên đứng trên đỉnh thế giới vào cuối mùa này. Ngay sau trận chung kết chỉ một ngày, LPL lại gấp rút tổ chức vòng loại khu vực để chọn ra đại diện của giải đấu tham dự kỳ chung kết thế giới. Vòng loại diễn ra với 4 cái tên gồm Li Ning, Top Esports, Weibo và Edward Gaming. Ngoại trừ Jin Deong đã vô địch và Bilibili có điểm tích lũy cao nhất đã nắm giữ 2 vé trên tổng số 4 vé đến với chung kết thế giới, thì 4 nhà còn lại sẽ phải có một trận chiến giành hai suất tiếp theo. Kết quả Li Ning vượt qua Edward với tỷ số 3-1, chiếm lấy một suất, còn Weibo cũng xuất sắc không kém khi thể hiện phong độ sáng chói để hất cả hai cái tên chiếu trên là Top và Edward Gaming để lấy được suất cuối cùng. Như vậy là 4 năm rồi, chính xác là tròn 1430 ngày thì cái tên The Sai cũng mới được dịp quay trở lại với mảnh đất làm nên tên tuổi của Top God ngày nào. Và rất mong Saika sẽ tiếp tục ổn định trước phong độ như hiện tại và một ngày bùng nổ hơn nữa trên con đường trở lại là chính mình. Vset tuần qua cũng chính thức hạ màn với sau cái tên đi tiếp vào vòng playoff. Gam suy cho cùng thì vẫn là cái tên quá mạnh để bị đánh bật ra khỏi top 1. Khi mà xong trận từ hùng tâm điểm với đại kinh địch SGB, Gam đã cho thấy được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với sự bổ sung nhân sự hỗ trợ là Palette. Mới đây thì dựa chiếc vô địch mà vẫn sẽ ở lại phòng truyền thống của đội tuyển áo vàng đen. Tìm quê sau chuỗi trận thắng liên tiếp tưởng chừng như bất tận thì cũng phải nhận thất bại đầu tiên cùng 3 trận thua sau đó để rồi nhường lại ngôi đầu cho Gam. Seven Buffalo và Cerberus là hai cái tên tiếp theo cán đích vị trí thứ 3 và thứ 4 với khoảng cách xích sao so với top trên. Bên cạnh đó, Team Secret và Flash là hai cái tên cuối cùng có mặt trong vòng playoff sắp tới. Cuối cùng thì Team Flash là chính là tội đồ của cả lobby khi để MGN Box Esports nổ hũ vòng đấu cuối cùng, qua đó giúp cho các chàng trai trẻ có được trận thắng danh dự cuối mùa. Và FPTC đang bị điều tra ngày một gắt gao cũng như khoanh vùng càng hẹp, vì vậy gà hồng bị xử thua trắng và cộng hệ số cho các đội còn lại. Hình thức thi đấu của vòng playoff này có phần giống với LCK, tuy nhiên một điểm khác là tất cả các đội đều sẽ có 2 cơ hội và playoff sẽ có tổng cộng 5 vòng. Gam và Team Well sẽ chờ hai đối thủ bước ra từ nhánh thắng vòng 1 để tìm kiếm hai cái tên cạnh tranh cho suất đầu tiên tham dự trận chung kết tổng. Trong khi hai đội thua cuộc ở vòng 1 sẽ bắt đầu lại hành trình ở nhánh thua, họ sẽ liên tục chạm trán các đối thủ rơi từ nhánh thắng xuống và cuối cùng gặp đội toàn thắng ở trận đấu cuối cùng. Ở nhánh trên, Saigon Buffalo không mấy khó khăn hạ gục Team Flash khá trôi sụt ở mùa này sau 4 ván, còn Team Secret không mấy dễ dàng trước biệt đội chó ba đầu quật cường và phải kéo nhau đến ván 5 định mệnh. Dù gặp phải không ít khó khăn, song bản lĩnh và khoảnh khắc ngôi sao đã lên tiếng đúng lúc giúp Saigon Buffalo và Team Secret trở thành hai cái tên đi tiếp, còn Team Flash và Cerberus vẫn có một cơ hội nữa ở nhánh thua. Cũng giống như KT, Cam tiếp tục chơi lớn khi chọn ngay kèo khó là Saigon Buffalo ở vòng tới. Điều này cũng có nghĩa là Team Wave đụng độ Team Secret trong một kèo đấu khó nhằn, bởi hệ số đối đầu của hai đội đang cân chằn chặn và một vài biến số sẽ đẩy một trong hai đội xuống nhánh thua và phải đi đường vòng. Khác với hai giải quốc nội trên, 4 đại diện của LEC được lựa chọn một cách kỹ càng qua giải Grand Final với 6 cái tên có mặt, trong đó 3 nhà vô địch 3 mùa giải gần nhất là Jeju mùa đông, Madland mùa xuân và Jeju mùa hè. Trong trường hợp trên, Jeju vô địch 2 trong 3 giải, vì vậy có thêm một suất cho những đội có điểm tích lũy cao nhất 3 mùa giải cộng lại. Vì vậy mà ta có được 6 cái tên cuối cùng gồm Jeju, Mad Lion, Team BDS, XL Esports, Fnatic và SK Gaming. Với thể thức thi đấu, Fnatic và SK là hai cái tên có điểm số tích lũy thấp nhất trong 6 đội, vì vậy họ nghiễm nhiên phải xuất phát từ nhánh thua, không được mắc bất kỳ một sai lầm nào, trong khi 4 đội còn lại cạnh tranh suất tiến tới trận chung kết nhánh thắng. Thứ hạng của 6 đội sau vòng đấu này cũng chính là thứ tự 4 seed đại diện cho châu Âu tham dự chung kết thế giới.
Còn người anh em LCS vẫn đang tiếp tục cuộc chiến nhanh thắng nhanh thua với Energy Esports vượt qua Team Liquid và Golden Guardian đã tiến tới tận chung kết nhanh thắng. Cửu Vân cũng mau chóng đoạt được tấm vé này sau khi hủy diệt Evil Genius 3 ván không gỡ. Cuộc chạm trán giữa Energy và Cloud9 định đoạt cái tên có mặt trong trận chung kết tổng mùa giải, và Cửu Vân trong trận đấu này tỏ ra hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ. Họ kiểm soát chặt chẽ và đè đầu Energy suốt cả trận đấu để có một biến kèo, để biến một kèo BO5 thành một kèo BO3 đúng nghĩa. Trong khi đó ở nhánh thua, Dignitas đã xuất sắc chiến thắng TSM một cách nghẹt thở với tỷ số 3-2 và bước vào cuộc đụng độ với Golden Guardian vừa bị rơi xuống từ nhánh thua. Cuối cùng thì một 100 thief với căn bệnh nghiêm trọng huyền thoại Double Leap đã không thể làm nên điều bất ngờ trước một Team Liquid quá vượt trội. Cá ngựa và Golden Guardian xuất sắc hủy diệt hai đối thủ là Dignitas và Evil Genius với lần lượt tỷ số là 3-0 và 3-1 để ghi danh vào vòng tiếp theo. Tại đây cá ngựa tỏ ra quá bản lĩnh trước một GG đầy khó chịu. Họ kéo nhau đến ván 5 và chỉ định đoạt sau 27 phút và 6 con rồng, quả đó có được cơ hội lớn để cạnh tranh cho suất dự chung kết thế giới. Đối thủ của trận chung kết nhánh thua này là Energy Esports với vị ba truy nhẹ nhàng của Cửu Vân, vì vậy lợi thế tinh thần đang nghiêng hẳn về phía của team cá ngựa. Và trước khi đến với hàng loạt drama cực kỳ nóng hổi, chúng mình giới thiệu đến anh em một nền tảng với những nội dung cuốn hút không kém của các player, đạt cho mình bậc rank cao thủ cùng những dự án đặc sắc của Captain Văn Tùng, Hà Tiêu Phu, Linh Cao Thủ nhé. Đó chính là GG Live, không chỉ xem live. Một nền tảng vừa giải trí, vừa kiếm tiền và một hệ sinh thái streamer idol được đào tạo chuyên nghiệp cùng với những giải đấu eSports được tổ chức độc quyền, hứa hẹn sẽ trở thành mái nhà của cả những anh em đam mê ngành streamer, những anh em viewer đấy nhá. Hơn nữa, việc tìm kiếm người chơi nhanh chóng cùng những phần quà hấp dẫn hứa hẹn sẽ khiến cho anh em không thể rời mắt. Cùng ghé qua GG Live để tham gia cùng những người idol mà anh em hâm mộ ngay thế nào. Trong số Whoop Talkway mới đây, Sói Béo đã mời đến một loạt đồng nghiệp cũ đã từng trong màu áo của T1 hay là SKT trước đây là Mata, Khan và Efforts để tâm sự về cuộc sống cũng và cũng không quên mổ xẻ, đưa ra nhận xét khách quan về lối chơi của chủ tịch và đàn em. Với những cái tên đã từng chung sống và thi đấu với nhau một khoảng thời gian dài, thì kỷ niệm là điều mà Sói Béo cùng Đại Hán và hai người bạn chia sẻ rất nhiều về điều này. Từ thói quen cũ đến những tấm ảnh dìm hồi bé với những pha côn tim trước đây để được đào lại trong buổi nói chuyện phiếm này, và đặc biệt hơn, anti chúa Sói Béo tiếp tục mổ xẻ vấn đề của T1 dạo gần đây và tìm ra điểm yếu của chủ tịch. Nói đùa vậy thôi, chứ anh chàng cũng khá lo lắng về tình trạng của chủ tịch. Chấn thương tay có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn và những nhịp xử lý cũng có đôi chút lệch nhịp, đồng thời khan bàn luận về điểm yếu của T1 hiện tại. Đại Hãn cho biết lưới tuyển thủ này có kỹ năng rất tốt cùng sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên, tuy nhiên tinh thần dạo gần đây của tuyển thủ có vẻ không được ổn định. Sau khá nhiều lần thất bại trước trong trận chung kết, tập đoàn này hiện đang đánh mất dần sự tự tin và tâm lý. Để giải tỏa được vấn đề này thì rõ ràng T1 bằng mọi giá phải có màn thi đấu tốt trong hai trận đấu sắp tới, bởi chiếc cúp mùa hè là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho các tuyển thủ, giúp họ lấy lại được sự tự tin vốn có để hướng tới kỳ chung kết thế giới năm nay. Với việc hoàn thành sớm giải đấu LPL mùa hè cũng như hoàn thành vòng loại khu vực, LPL chính thức giao người cho ban quản lý đội tuyển quốc gia Trung Quốc để tiến hành giai đoạn ăn tập cho tuyển thủ với mục tiêu không gì khác ngoài tấm huy chương vàng. Và để thực hiện hóa tham vọng này, ban luyện đề ra một thời gian biểu nghiêm ngặt cho từng hành động cụ thể. Trong ngày từ ăn đến ngủ đến nghỉ, tất cả đều được đăng tải công khai kèm theo nhiều ý kiến của cư dân mạng. Theo đó lịch trình cụ thể như sau: 8:30, 8:50 thức dậy vào sáng, 9 đến 12 giờ tập luyện cá nhân và đồng đội, 12 giờ đến 13:30 ăn uống nghỉ trưa, 13:30 đến 17 giờ tập luyện, 17 giờ đến 18 giờ ăn tối, 18 giờ đến 22 giờ tập luyện, 22 giờ đến 0 giờ vệ sinh cá nhân, tắt đèn và bị tịch thu điện thoại cùng các thiết bị điện tử. Có thấy rằng thời gian luyện tập lên đến 10 tiếng một ngày, các tuyển thủ không được thức khuya như trước đây, thay vào đó là chế độ ngủ nghỉ cũng lên đến 10 tiếng để đảm bảo sức khỏe cũng như duy trì thể trạng tốt nhất. Bởi những cái tên này hiện đang là vận động viên đại diện cho một quốc gia, nên những chế độ, lịch trình phải tuân thủ theo giờ giấc được đề ra. Vì vậy trong một tháng tới, các thành viên này sẽ phải tập làm quen một lối sinh hoạt mới. Vụ việc điều tra SPTC đã gần đến hồi kết với án phạt cực nặng ngay từ ban tổ chức. Qua đó các tuyển thủ như Emperor, DNK, Penguin, Địa 1 và Vinceboy đã phải nhận án phạt cấm thi đấu lên tới 3 năm. Đồng thời, còn có những án phạt dành cho tổ chức, chủ sở hữu đội tuyển đã được chúng mình gửi đến anh em cụ thể qua video trước. Tuy nhiên sau khi lĩnh án phạt này, một số nhân vật trong cuộc có vẻ khá bức xúc và không hài lòng khi ban tổ chức đã không xông ra bất cứ bằng chứng nào chứng minh hành vi của họ. Đã lượt là Emperor, Vinceboy cũng đã đăng đàn chỉ trích hành động này lên trang cá nhân và nhận được không ít bình luận đồng tình. Nhưng phía Riot Games tiếp tục quan điểm rõ ràng họ có toàn quyền xử lý vụ việc này và không có nghĩa vụ phải show các bằng chứng trong quá trình điều tra. Rõ ràng về án phạt như vậy thì Riot đã phải có những cơ sở nhất định thì mới bàn bạc đưa ra thông báo như trên, và vì vậy anh em chúng mình không nên quá tranh cãi về vấn đề này nhé. Sau thông báo trên, dư luận bùng nổ, không ít cá nhân cũ của tổ chức SPTC đã đăng đàn và tiết lộ một vài góc khuất trong nội bộ tổ chức này. Theo đó, trong quá trình chuyển giao nhà đầu tư, một số thành viên thường xuyên thiếu kỷ luật trong luyện tập, thích trên mấy giờ thì trên, thậm chí còn đi chơi đêm. Nội bộ đi chia bè kéo phái, ban quản lý không có chuyên môn và kỷ luật dẫn đến hệ lụy là một vài cái tên sa ngã. Thương hiệu mà anh ba giày công gây dựng suốt bao năm này đã đổ sông đổ bể.
Sau chiến thắng thuyết phục trước nhà vua hồng bảng KT trong một kèo BO5 cực kỳ mãn nhãn, dù ấn chiến thuật tất nhiên sẽ gọi tên Quỷ Vương với những pha côn giao tranh cực kỳ quyết đoán cũng màn thể hiện xuất sắc của Zeus Kedia. Tuy nhiên, vui vẻ chưa được bao lâu thì mới đây, fan T1 mới tá hỏa phát hiện một dòng trạng thái nặc danh nhắm thẳng đến chủ tịch. Theo đó, vào khoảng 10 giờ tối ngày T1 chiến thắng, một bài viết được đăng tải trên diễn đàn DC Inside với nội dung "Tôi sẽ tới Gaming House của T1 tìm ra nơi Faker đang ở và dùng vũ khí để tấn công" đã được cư dân mạng phát hiện và báo cáo cho cảnh sát Seoul ngay trong đêm. Vụ việc này nhanh chóng được bàn giao cho sở cảnh sát Daejeon bởi tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi thời gian qua, nhiều vụ ra tay man rợ không có mục đích và không có tính toán xảy ra hàng loạt khu vực này. Một số hung thủ đã bị bắt khai rằng bởi vì quá khó khăn nên không nhịn được ra tay với người ở tầng lớp cao hơn để thỏa mãn sự ghen tị. Cảnh sát tất nhiên đã túc trực ở đại bản doanh của T1 trong những ngày gần đây để đảm bảo an toàn cho các thành viên, đồng thời cũng ra diết tìm kiếm địa chỉ IP, nhanh chóng tra ra hung thủ. Đúng là chơi game giỏi, đôi khi cũng là cái tội. Rất mong Faker cùng đàn em sẽ an toàn qua được kiếp nạn này để sẵn sàng tiếp đón KT trong trận đại chiến viễn thông sắp tới. Zealot đã và đang thu hút khá nhiều anh em viewer với chuỗi content leo thách đấu Hàn và đụng độ hàng loạt tuyển thủ nổi tiếng như Faker, Kanavi hay là 369. Sau khi nghỉ chuyên nghiệp khá lâu bị án phạt từ ban tổ chức, khó có thể tin rằng là kỹ năng của anh chàng vẫn không bị mai một. Vẫn là những pha xử lý kinh điển, những bước di chuyển thông minh mà lại còn kết hợp với cử chỉ nhí nhố, gây cười, thu hút một lượng lớn người xem đối với Ma Vương. Và đây vừa là kênh kỹ năng, vừa là kênh tấu hài mà anh em sẽ không nên bỏ qua nếu muốn nhìn thấy Zealot đối đầu với những idol LCK hay LPL đấy nhá. Và mới đây thôi, một câu chuyện giờ khóc giờ cười diễn ra khi một player người Hàn đã flex rằng anh chàng là pro player LPL và xin được đánh support. Zealot nhà ta cũng tỏ ra không kém cạnh khi nhắn luôn dòng chữ "Soul Kill do sai" và xin được đánh top. Anh chàng còn quăng nguyên cái link pha Soul Kill lên cho anh em lobby trầm trồ. Cũng đúng thôi, bởi có mấy ai mà Soul Kill được do sai phiên bản top god đâu chứ. Chuyện càng tấu hài hơn khi anh chàng kia bắn ra một nguyên một câu global ban sau khi tìm hiểu Google khiến dế lửa cây cú. Quay anh em kia chat thì được dịp cười hả dạ. Và sau khi chung kết thế giới vừa qua, không ít người hâm mộ đã trêu rằng ngài Piosic chẳng làm được gì ngoài bú quy đồng đội ra ngoài khôi cúp trắng trợn của Dep, JK. Tuy nhiên vừa mới đây, ngài đã cho cả thế giới thấy ai mà là kẻ bú quy này khi ngài tỏa sáng rực rỡ trời Tây và ghi danh mình vào ngôi đền huyền thoại khi trở thành người đi rừng đầu tiên đạt cúp Pentakill thần thánh trong lịch sử 12 năm của LCS. Kẻ sở hữu skin vô địch của Kindred cũng là cái tên đầu tiên trong chiến đội Dranix năm ngoái ghi danh vào kỳ chung kết thế giới ở quê nhà. Trong khi những kẻ đã ruồng bỏ ngài vừa ăn 6 chùy liên tiếp và đang vất vả chiến đấu như một suất đi ké cuối cùng, JK, Kingzen có lẽ đang rất hối hận đã chê bai ngài để rồi xem ai là kẻ hối cúp nào. Có thể nói từ khi ngài đi khu rừng của LCK mất đi một boy one champ Kindred thực thụ khi mà cả Honor và Peanut đều không đủ sức lấp đầy khoảng trống quá lớn của ngài. Trong khi đó, ngài đã sang khai phá một mảnh đất mới là LCS và gánh bốn cúp tạ của team cá ngựa từng đứng thứ 8 mùa xuân để xuất dự chung kết thế giới. Ngài Piosic đã trở lại và hứa hẹn sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho những cái tên đã dám báng bổ ngài Nubakachi. Với bản tin tổng hợp số 8 cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng cả Fleming đã mang lại cho anh em một cái nhìn tổng quan nhất về thế giới của Liên minh huyền thoại trong tuần vừa qua. Nếu thấy hay và bổ ích, đừng quên nhấn nhẹ vào nút like và đăng ký kênh, cũng như nhấn chuông thông báo để được cập nhật những thông tin mới nhất, để cập nhật những tin tức nóng hổi, những drama mới nhất nhé. Và video từ đây cũng đã kết thúc rồi. Mọi ý kiến cũng như gợi ý cho nội dung của video, anh em hãy để lại ở dưới phần bình luận để tụi mình lắng nghe nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những lần tiếp theo.